Xin chào quý vị, rất vui được gặp lại trong chương trình Bác sĩ của bạn sáng nay. Quý vị thân mến, với tiểu phẩm vừa rồi thì chúng ta đều đã hình dung được phần nào về chủ đề của hôm nay, đó là căn bệnh viêm mũi vận mạch. Có thể thấy rằng đây là một căn bệnh có những triệu chứng rất dễ nhận biết. Tuy nhiên, những triệu chứng đó lại rất dễ gây nhầm lẫn với nhiều căn bệnh khác. Do đó, nếu như là người đang nằm trong tình thế giống như nhân vật của chương trình gặp phải những triệu chứng này, thì cách tốt nhất chúng ta hãy đừng phỏng đoán là mình đang bị bệnh gì, những căn bệnh quen thuộc, mà tốt nhất là nên đến thăm khám để hiểu rõ hơn về căn bệnh. Và đó là lời khuyên đầu tiên của Thuyết Oanh. Tuy nhiên, để hiểu rõ hơn về viêm mũi vận mạch, thì sau đây Thuyết Oanh xin mời quý vị sẽ cùng gặp gỡ tiến sĩ bác sĩ Lý Xuân Quang để có thể hiểu rõ hơn, để có những lời khuyên cụ thể hơn quý vị nhé. Rất cảm ơn bác sĩ đã dành thời gian để tham gia chương trình ạ. Xin chào Thuyết Oanh, xin chào quý khán giả của chương trình. Thưa bác sĩ, với chủ đề ngày hôm nay thì đầu tiên Thuyết Oanh cũng phải chia sẻ với bác sĩ là nghe bốn từ viêm mũi vận mạch nó hơi lạ tai đối với Thuyết Oanh. Vậy thì không biết là chúng ta nên hiểu đúng về căn bệnh này như thế nào ạ? Thì viêm mũi vận mạch thì cũng được ít nghe nói đến ở bên ngoài dân gian. Đa phần người ta nghe nhiều về viêm mũi dị ứng. Đúng rồi. Thì cái viêm mũi vận mạch là một cái loại mà viêm mũi cũng hơi đặc hiệu, liên quan tới cái hệ thống thần kinh chi phối tiết dịch của vùng mũi. Người ta hay gọi là thần kinh đối giao cảm hay thần kinh phó giao cảm. Thì nó gây ra cái triệu chứng gần giống như là viêm mũi dị ứng, cũng có thể là chảy mũi, nghẹt mũi, rồi đôi khi nó cũng có gây ra hắt hơi. Bác sĩ có thể mô tả giúp tôi anh rõ hơn về những triệu chứng, có những cái triệu chứng nào của căn bệnh này để chúng ta có thể dựa trên đó phân biệt được với những bệnh khác hay không ạ? Thì đối với viêm mũi vận mạch đó, thì nếu mà mình khám ban đầu thì cũng đôi khi rất khó nhận diện với lại một cái viêm mũi dị ứng. Nhưng mà thông thường nếu mình hỏi bệnh sử kỹ thì bệnh nhân có những cái tình huống xuất hiện cái triệu chứng của cái viêm mũi nó khác với lại viêm mũi dị ứng. Thì thông thường đối với một cái viêm mũi vận mạch là do sự nhạy cảm của thần kinh vùng mũi đối với các yếu tố bên ngoài hay là nội tại của bệnh nhân. Ví dụ thông thường sẽ gặp là bệnh nhân ăn một cái tô hủ tiếu hay tô phở gì đó nóng, thì cái hơi bốc lên làm cho bệnh nhân xuất tiết mũi ra nhiều. Có thể là bệnh nhân nam uống rượu dễ chảy nước mũi nhiều. Có thể là bệnh nhân sau một cái xúc cảm nào đó chảy nước mũi, hoặc là có thể bệnh nhân đang lo lắng căng thẳng gì đó cũng chảy nước mũi. Chảy nước mũi hay nghẹt mũi sau những cái hoàn cảnh đó thì đó là những cái biểu hiện khá là đặc trưng của cái viêm mũi vận mạch. Nó khác với viêm mũi dị ứng là viêm mũi dị ứng là sau khi bệnh nhân tiếp xúc với một cái yếu tố dị nguyên nào đó bên ngoài và nó kích phát, nó gây ra một cái phản ứng kháng nguyên kháng thể gây ra tình trạng ngứa, nhảy, nghẹt, sổ mũi. Vậy thì nguyên nhân liệu là có sự khác biệt giữa viêm mũi vận mạch với viêm mũi dị ứng thông thường không ạ? Dạ khác nhau ạ. Thì đối với viêm mũi vận mạch như đã nói trên đó, là liên quan tới yếu tố thần kinh. Còn viêm mũi dị ứng về cơ chế thì liên quan yếu tố miễn dịch. Hai cái này nó thì nó cũng có một cái đặc điểm chung là liên quan tới thể tạng hay là cơ địa. Thì một cái cơ địa đối với viêm mũi vận mạch đó là cơ địa đó thuộc về thần cơ địa. Thì một cái cơ địa đối với viêm mũi vận mạch đó là cơ địa đó thuộc về thần kinh phó giao cảm, nhạy cảm. Còn đối với viêm mũi dị ứng đó, thì đó là do cái hệ thống miễn dịch của bệnh nhân nó quá nhạy cảm, nó ít thân thiện với môi trường xung quanh. Thành ra dễ gây ra những cái phản ứng. Liệu rằng nếu như chúng ta không phát hiện và chỉ điểm đúng căn bệnh và điều trị một cách kịp thời thì về lâu về dài nó có khả năng biến chứng thành những căn bệnh nào khác không ạ? Thì đối với cái viêm mũi vận mạch ấy, thì thông thường khi mà trước tiên là về mặt chẩn đoán đó, khi mà người ta chẩn đoán thì người ta phải loại trừ ra cái viêm mũi dị ứng. Tại vì viêm mũi dị ứng là có cái cách điều trị riêng và có cần phải được kiểm soát để lâu về dài cái viêm mũi dị ứng nó sẽ gây ra những cái hậu quả trên phần mũi xoang. Còn đối với viêm mũi vận mạch đó, thì gần như là nó ít, gần như hoặc là không gây ra bất cứ một cái biến chứng hay nguy hiểm gì đối với cơ thể. Chỉ trừ ra nó ảnh hưởng tới cái chất lượng cuộc sống của bệnh nhân là chủ yếu. Bệnh nhân cảm thấy phiền toái khi ăn một cái tô phở, hay là phiền toái khi mà uống một ly rượu, hay là một cái xúc cảm gì đó mà chảy mũi nhiều quá. Đối với cái viêm mũi vận mạch đa phần là người ta khuyên có những cái mức độ điều trị khác nhau. Một là nếu mà mức độ ít á, thì mình nên tránh kiểm soát lại, kiểm soát cảm xúc, kiểm soát tiếp xúc những cái yếu tố mà dễ xảy ra hiện tượng chảy mũi đó. Ví dụ như tiếp xúc rượu bị thì nên hạn chế.
hoặc là ăn nóng quá dễ bị thì mình ăn nên bớt nóng lại. Dạ. Còn số người ăn cay quá cũng dễ bị kích thích đó thì hạn chế ăn cay lại. Nhưng mà nếu mà đã tránh rồi mà cái tình trạng nó rất là nhiều nữa thì lúc đó người ta sử dụng tới thuốc. Mà thuốc thì cũng hơi gần gần giống như là những cái, nếu mà ở mức độ nhẹ thì cũng gần giống như thuốc điều trị viêm mũi dị ứng. Dạ. Là ức chế cái hiện tượng tiết ở mũi cho bệnh nhân bớt cái cảm giác, bớt cái chảy mũi nhiều hơn. Ừ. Và nếu mà trong những trường hợp nặng thuốc không có kiểm soát được thì người ta có thể làm mức độ sâu hơn nữa là phẫu thuật. Phẫu thuật có thể là người ta nội soi để người ta đốt hay người ta cắt cái nhánh thần kinh mà VDN, người ta gọi là thần kinh VDN hay là hạch bướm khẩu cái, mà cái nơi mà nó phát ra cái xung động gây ra hiện tượng mà xuất tiết nhiều ở mũi. Dạ. Trong cái triệu chứng của viêm mũi vân mạch. Dạ, vừa rồi thì bác sĩ đã chia sẻ về cả chẩn đoán và điều trị luôn rồi, nhưng mà Tuyết Oanh có một cái thắc mắc ở cái điều mà bác sĩ vừa chia sẻ, đó là nếu như tình trạng không có cải thiện và không có khác đi khi người ta đã tránh những cái tác nhân đó rồi, nhưng mà tình huống vẫn tiếp tục thì tiến đến phẫu thuật, và như bác sĩ vừa nói đó là hạch khẩu cái, đúng không ạ? Dạ. Vậy thì liệu khi chúng ta đã phẫu thuật ở đây rồi, nó có những cái phản ứng ngược gì đó hoặc là những cái tác dụng phụ nào của phương pháp điều trị? Thông thường đó thì những cái bệnh nhân mà nó quá nhạy cảm vậy đó thì trước đây người ta hay tác động vào cái hạch bướm khẩu cái. Dạ. Thì nếu mà tác động quá mức đó, nó gây ra hiệu quả là nó khô, không không tiết dịch nữa. Dạ. Mà nó lại làm khô mũi, lại là gây ra một cái tình trạng bệnh khác. Gần đây thì người ta làm những cái phẫu thuật nó chọn lọc hơn để chuyên cho những cái phần tiết dịch của phần mũi thôi. Dạ. Tác động vào cái thần kinh mũi sau. Dạ. Thì nó cũng hạn chế, và gần như cho đến nay thì người ta thấy là cũng gần như ít có gây một cái tai biến biến chứng gì. Dạ. Nhưng mà đối với chỉ định phẫu thuật đối với bệnh lý mà viêm mũi vân mạch thì cũng là rất là hạn chế. Tại ít có khi nào mà phải cần tới những phẫu thuật như vậy. Dạ. Đa phần người ta điều trị nội khoa hay là kiểm soát các tác động bên ngoài là có thể kiểm soát được bệnh lý này rồi. Thưa bác sĩ, nói về góc độ phòng ngừa viêm mũi vận mạch thì Tuyết Oanh cảm thấy bản thân mình có một cái suy nghĩ, đó là tại vì những cái tác nhân của nó mình cũng không làm chủ được. Đúng. Vậy thì bác sĩ có những cái lời khuyên hoặc những cái mẹo nào đó để giúp cho những người đang nằm trong tình trạng bị viêm mũi vận mạch họ có thể làm chủ được tốt hơn đối với cái tình trạng của mình, hoặc là những cái mẹo để mình làm sao hạn chế cái sự khó chịu mà những cái biểu hiện này đem lại, không ạ? Dạ. Thì để mà hạn chế cái này đó thì có hai cái vấn đề. Dạ. Cái thứ nhất là những cái mà yếu tố tiếp xúc mà mình nghĩ rằng mình có thể kiểm soát được. Ừ. Thì mình nên kiểm soát. Dạ. Ví dụ như nói vừa rồi, nóng lạnh rồi cay rồi các yếu tố bên ngoài đó. Dạ. Mình tránh thì tránh, còn hôm nào mà mình thấy thích quá thì mình cứ ăn, rồi bị chút chấp xíu nhận. Thì sẽ hết. Phải chấp nhận. Dạ, tại vì cái viêm mũi vân mạch nó gây ra tình trạng chảy mũi, ngạt mũi, nó không giống như viêm mũi dị ứng là chỉ thoáng qua thôi. Thoáng qua cái lúc mà mình tiếp xúc đó thôi. Dạ. Rồi sau đó khoảng nửa giờ hay một giờ sau là hoàn toàn biến mất cái triệu chứng đó, chứ không phải nó gây ra tình trạng nó dai dẳng. Thành ra đa phần là bệnh nhân có thể chấp nhận được. Dạ. Thì khi nào mình thích quá thì mình chịu chấp nhận. Dạ. Để mình chịu cái khó chịu đó trong một tiếng, chút. Nửa tiếng gì đó. Dạ. Và sau đó trở về bình thường. Cái vấn đề thứ hai là vấn đề về khó, đó là vấn đề về chảy mũi là do cảm xúc. Tức là viêm mũi vân mạch do cảm xúc, ví dụ như xúc động quá, mừng. Dạ. Quá, vui quá, nó rất dễ chảy dịch mũi nữa. Dạ, đặc biệt như Tuyết Oanh nha, xem phim. Đúng khi rồi. Xem phim mình bị cảm xúc nhiều quá, nhiều mình không quá. Kiểm soát được. Thì cái đó thì cái gì mà như mình biết rồi, cảm xúc thì mình cứ tiếp xúc thường xuyên thì cảm xúc sẽ vơi đi. Thì nó sẽ giảm đi điều đó. Dạ. Còn có tình trạng đó, nếu mà nhiều quá thì có thể nhờ bác sĩ cho mình mà thuốc để mình uống trong thời gian ngắn, để mình cần làm cái việc gì đó mà tránh cái chảy mũi nó gây ra hình ảnh không đẹp. Dạ. Tuyết Oanh rất cảm ơn tiến sĩ bác sĩ Lý Xuân Quang đã cho Tuyết Oanh những lời khuyên cũng như quý vị khán giả những hiểu biết căn bản về căn bệnh này. Và những chia sẻ vừa rồi của tiến sĩ bác sĩ Lý Xuân Quang đã khép lại chương trình hôm nay. Tuyết Oanh rất cảm ơn quý vị vì đã dành thời gian quan tâm theo dõi và đồng hành cùng chương trình. Xin được chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào sáng mai.